Toyota Corolla Cross đắt như tôm tươi, sau một tháng ra mắt. Toyota Corolla Cross đang tạo được sức nóng, nhất định khi đã nhận hàng nghìn đơn chỉ sau một tháng ra mắt tại Việt Nam. Mẫu SUV hạng C đầu tiên của Toyota tại Việt Nam, Corolla Cross chỉ mới ra mắt khách hàng Việt được hơn một tháng, từ ngày 5 tháng 8 năm 2020, với mức giá khởi điểm từ 720 triệu đồng. Ngay lập tức, mẫu xe mới này nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng, khi bản thấp nhất cũng được trang bị đầy đủ tính năng và công nghệ. Ngoài ra, Corolla Cross còn là mẫu xe bình dân đầu tiên được trang bị hệ chuyển động hybrid tại thị trường Việt Nam. Đại diện của Toyota Việt Nam cho hay, tính đến mùng 4 tháng 9 năm 2020, hãng đã nhận được gần 2.000 đơn đặt hàng mẫu xe này. Do lượng cung còn hạn chế, nên hãng chưa thể giao xe nhanh tới tay khách hàng. Thậm chí, khách hàng có thể sẽ phải chờ đến quý 1 năm 2021 mới được nhận xe. Trước đó, nhiều đại lý đã yêu cầu khách hàng cần mua phụ kiện trước mới có thể nhận xe sớm với lý do thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam sau đó đã chính thức lên tiếng và yêu cầu các đại lý phải tuân thủ chính sách để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Corolla Cross được trang bị động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Xe chỉ tiêu tốn khoảng 4.2 lít xăng 100 km trong điều kiện đường hỗn hợp. Các trang bị gói an toàn nổi bật của xe như Toyota Safety Sense, cảnh báo va chạm, cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình, cảm biến va chạm trước, camera 360. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross được định vị cạnh tranh với các mẫu crossover và SUV đô thị cỡ nhỏ,